test cái AB125 Việt Nam 27 mới làm nồi. Rồi, coi nè. Anh thấy cái nồi viên nó chạy tới đây thôi, thấy không? Mình làm nồi nó chạy quay luôn, qua luôn, nó mới rút hậu được, thấy không? Cái viên nó dặn nãy con 110 mấy, chưa tới 120 nữa. Nếu nó bị rung ra đầu á, làm mấy này là nó hết luôn. Rồi chạy thử đi. Nô vô vốn rồi, anh em có nhu cầu về tay ga mà bị rung đầu hay gì đó liên hệ báo nha. Rồi em chờ anh em.